Thưa quý vị và các bạn, các ngõ nhỏ, phố nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tồn tại nhiều hạn chế bất cập về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh việc nâng cao ý thức của người dân, tăng cường công tác tập huấn kỹ năng xử lý tình huống, thời gian qua nhiều địa bàn đã trang bị thêm xe máy chữa cháy. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt khi di chuyển sâu vào khu dân cư, phương tiện này đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc dập tắt đám cháy ngay từ thời điểm mới phát sinh. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Những con ngõ nhỏ dài hàng trăm mét, rộng chưa đầy một mét như thế này có thể bắt gặp tại nhiều nơi trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngoài việc vận động người dân mở lối thoát nạn thứ hai, nâng cao kỹ năng phòng ngừa cháy nổ, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Thượng Đình còn chủ động hơn trong công tác chữa cháy khi được trang cấp thêm 2 chiếc xe máy chữa cháy. Trên mỗi xe có 2 bình chữa cháy, thiết bị bảo hộ, máy bơm, búa, kìm. Những thiết bị chữa cháy này có thể dập tắt đám cháy có phạm vi rộng khoảng 5m² và tầm phun của chiếc máy bơm lên tới 20m. Công an phường được quận trang cấp cho 2 xe máy. Một xe máy để chứa máy bơm chữa cháy, một xe máy để chứa các dụng cụ phương tiện chữa cháy. Thì khi mà xảy ra đám cháy thì ngay đầu tiên là lực lượng nhân dân, lực lượng dân phòng tại chỗ và sau đó báo cho công an phường và công an phường sẽ đi xe máy vào các ngõ nhỏ để hút nước tại các nhà dân cũng như là bể nước chữa cháy để chữa cháy kịp thời. Thì phường cũng được quận quan tâm đã đầu tư 6 bể nước chữa cháy trong các ngõ nhỏ. Do vậy việc sử dụng xe chữa cháy là rất hiệu quả. Ngoài địa bàn phường Thượng Đình, xe máy chữa cháy cũng được công an quận Thanh Xuân trang cấp cho công an 10 phường khác trên địa bàn. Trong trường hợp xảy ra cháy ở vị trí nằm sâu trong ngõ, ngách nhỏ, xe máy chữa cháy sẽ được huy động đến trước để thực hiện nhiệm vụ chữa cháy ban đầu. Công an quận Thanh Xuân cũng là một cái đơn vị đầu tiên của thành phố là cũng đề xuất là trang bị những các cái xe máy chữa cháy trang bị cho công an các phường. Thế nên là khi có sự cố xảy ra, cháy nổ xảy ra thì cái lực lượng dân phòng, lực lượng công an phường là người đầu tiên tiếp cận đến đám cháy và sử dụng cái máy bơm trên xe chữa cháy để chữa cháy ban đầu. Sinh sống nhiều năm tại khu tập thể cơ khí Hà Nội, ông Thuấn cho biết nhiều chỗ trong khu nhà đã có dấu hiệu xuống cấp. Thời gian qua đã có không ít sự cố cháy nổ xảy ra tại nhà dân. Việc có thêm các xe máy phục vụ công tác chữa cháy khiến ông và người dân ở đây cảm thấy vô cùng yên tâm. Thông báo tất cả mọi các chủ hộ đều có là sử dụng cái bình chữa cháy đấy. Trong đó là các nhà nào cũng có cái cửa thoát hiểm, làm hết rồi. Ở đây tinh thần tốt. Vì sau cái vụ cháy bên Khương Đình này, trong đây là làm hết. Không bản thân tôi và nhiều người dân trong khu dân cư rất vui mừng nhận được thông tin như vậy. Điều đó thể hiện sự quan tâm của cấp lãnh đạo tới nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Và cái trụ nước đó tôi nghĩ rằng sẽ thiết thực và rất là cần thiết trong công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian sắp tới. Tại các ngõ nhỏ, lối hẹp, những chiếc xe máy, xe ba gác chữa cháy này đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác chữa cháy, giúp người dân cảm thấy yên tâm hơn và không còn bất an trong chính ngôi nhà của mình. Thưa quý vị, sau hơn một tháng bão số 3 đổ bộ, ngoài những cơ sở hạ tầng được khắc phục sửa chữa, thì bên cạnh đó hệ thống cây xanh của thành phố Hà Nội cũng đang trong quá trình hồi sinh. Trên một số tuyến phố của thủ đô, một số cây xanh được trồng mới thay thế cho những cây đã gãy đổ. Tại một số tuyến phố thuộc các quận nội thành, một số cây xanh bắt đầu được trồng mới thay thế cây xanh gãy đổ bật gốc, không thể tái tạo phục hồi. Tuy cây xanh bắt đầu được trồng mới, thế nhưng số lượng thay thế chưa nhiều. Ở các tuyến phố như Hàm Long, Ngô Thị Nhậm, Lò Đúc, có nhiều cây xanh được trồng mới đã phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vị trí cây đổ bỏ hoặc là lấp tạm thời để tránh nguy hiểm cho người đi bộ. Bão số 3 khiến cho khoảng 3.400 cây bị gãy đổ, trong đó có 103 cây đường kính to, 33 cây quý hiếm, cây di sản được bảo tồn, ghi nhận nỗ lực của thành phố Hà Nội trong việc tái tạo bảo tồn không gian xanh đô thị.